Nghĩa tế, có điều chi sợ hãi? Con gọi tên vợ con mà trên đôi mắt còn đỏ nét kinh hoàng. Nhạc phụ, nhạc phụ ơi, con vừa mới gặp. Con gặp ai? Xuân Nương Chi Mẫu. Trời ơi, đây là phần mộ của con tôi. Dù nói gì đi nữa thì vợ con nó nằm yên dưới ba tấc đất. Nhạc phụ ơi, con không biết phải nói sao đây. Không, ta đã nghe mẹ nó nói một số vấn đề thì cái chết của Xuân Nương có nhiều quẩn khúc, và ta nhất định phải tìm hiểu lý do. Lâm Sanh, Lâm Sanh ơi, Lâm Sanh. Dạ thưa mẹ. Trời ơi, Lâm Sanh, mẹ đã cấm con không cho con ra đây thì tại sao con lại cãi lời mẹ hả? Dạ nè, bộ con còn thương còn tiếc nó lắm hả con? Dạ thưa mẹ. Còn cái gì đâu nữa mà thương mà tiếc, bây giờ nó chỉ là một cái xác không hồn nằm yên với lòng đất lạnh rồi con. Dạ. Nghe lời mẹ đi về nhà đi. Dạ thưa mẹ. Rồi mẹ tìm cái nơi môn đăng hộ đối, mẹ cưới vợ khác cho con. Dạ thưa mẹ. Đi con. Còn nó Xuân Nương ơi, con chết tức chết tối, con bỏ mẹ về sao con? Mẹ phải lặn lội ra đây nhìn mộ phần con cho đỡ buồn đỡ nhớ. Xuân Nương ơi là Xuân Nương. Anh Xui mạnh giỏi hả anh Xui? Xuân Nương ơi, con chết rồi. Mỗi đêm mẹ ngủ không có ai quạt mẹ hết con ơi. Con ơi là con ơi. Thôi thôi chị Xui à, chị cho tôi can đi chị Xui. Nhìn chị khóc sao tôi cảm động quá. Chị khóc hồi tôi chết vết luôn à. Đừng cản anh Xui. Anh Xui cứ để tôi khóc đi. Đâu có phải bây giờ tôi biết khóc đâu anh Xui. Mà đã từ lâu rồi, nước mắt tôi tuôn rơi như là biển hồ lay lắm.
làm gì? Hèn chi, mấy bữa rày ngập lụt quá trời quá đất, tôi tưởng đâu mưa bão chứ. Ủa sao vậy anh Xui? Không về nước mắt của chị. Đồn cha già vô duyên làm. Nè chị Xui à, tôi hỏi chị, vậy chứ nguyên cớ do đâu? Con xuân nương chết quá vội vàng, tuổi thanh xuân giữa sống đang tràn đầy, thì tại sao chôn vùi cuộc đời qua mộng? Hay là có điều gì quẩn khúc ở bên trong? Nè chị Xui, chị hãy nói ra cho tận tường sự thật. Nghĩa là anh nghi tôi có điều chi ám muội liên quan về cái chết của con dâu. Tất nhiên chuyện đó rồi sẽ biết được chị à. Dưới ánh mặt trời này có chuyện gì là bí mật đâu chị. Vậy thì anh cứ tự tìm cho ra ánh sáng đi. Anh cần gì mà hỏi tới hỏi lui. Tôi hỏi chị, tôi muốn chị xác nhận cái chết của nó như thế nào. Trời ơi, người bệnh nặng thì chết chứ có sao đâu. Bệnh nặng hả? Bệnh nặng cỡ nào lẫn chị? Anh muốn biết rành hả? Kêu nó vậy đi, hỏi thêm. Tôi hỏi chị phải biết. Trời ơi, vì nó là con dâu của chị, nó chết bất đắc kỳ tử trong khi không có mặt của tôi. Tại sao chị trả lời tôi những câu toàn là mít lòng không vậy chị Xui? Tại vì anh hỏi tôi toàn là những câu móc họng không à, buộc lòng tôi phải trả lời như vậy cho vừa ý anh. Chị nói vậy mà chị nghe được hả? Nghe được mới nói, nghe không được nói gì chị anh. Thí dụ như bây giờ có kẻ nào đánh chết con chị xử sự ra sao? Cái gì? Đánh chết con tôi hả? Xin lỗi anh nghe anh Xui, chỉ cần đụng nhẹ con tôi thôi hả là tôi sẽ xé. Mà tôi cũng không biết sao. Chị phải biết. Ê, thế nào, cha già vợ mày muốn ám sát bà phải không? Thế nào, chị lớn chị ăn nói cho đàng hoàng nghe, chị đừng có vô quan giá quạ nghe. Cái thây mập chị nhảy cà tỉnh một hồi đứt cân máu bây giờ. Mẹ, chị phải biết là vì con gái của tôi nó chết chưa được khai báo rõ ràng, tôi buộc chị trả lời cho minh bạch. Tôi trả lời rồi mà tại anh không tin. Anh không tin là anh tức hả? Anh tức anh đi kiện đi cáo đi, tôi đi hầu. Đi, về con, dạ, về. Mẹ con muốn nói. Không cần nói hết, cái cha già này không biết điều, đi về con, đi. Nè, chị Xui. Cái gì? Chị Xui hả? Chị hên đi, tôi cũng về chứ đừng nói chị Xui. Chị Xui! Trời ơi, tức ơi là tức. Xuân Nương. Xuân Nương ơi, con thì chết oan chết ức, mà cha thì cố thế biết phải làm sao đây. Con ơi là con! Cha gặp con ở dương gian hay âm cảnh? Cha, người ta đã giết con chết rồi còn đâu nữa cha ơi. Nhưng vì con nhớ thương sông lượng hồn qua, cha với mùa biết cây nhờ ai.
tình đó hơi càng tốt hơn đêm gần hết. Cha ơi, ta từ cha kính Xuân ơi, con có điều gì oan ức? Hãy nói với cha đi Xuân Nương. Cha, con có mấy điều xin thưa cùng với cha. Con bất hiếu, không chăm sóc được cho cha mẹ trong lúc tuổi già bóng xế. Nhưng dù sao thì con cũng không còn nữa. Xin cha chớ có quá buồn rầu mà sanh ra bệnh hoạn. Mẹ của con bây giờ chỉ còn trông cậy ở nơi cha. Thôi cha hãy về đi. Cha về đi cha ơi. Không, không. Xuân Nương, cha không giải quan được cho con. Cha sẽ đập đầu tự sát. Đừng cha. Được rồi, cha hãy nghe đây. Cha cứ thẳng hướng đông đến triều đình tìm cho được một vị công thần Lý Quốc Trung. Ông ấy sẽ giúp cho cha dâng cao trạng. Nhưng cha quê mùa dốt nát, làm sao đến được cửa triều đình? Cha hãy nhờ Lương Xá đưa cha đi. Anh ấy sẽ giúp cho cha được nhiều việc tốt. Giờ luyến lưu đã hết, con hãy theo ta trở về thượng giới. Hãy theo ta. Xuân Nương, Xuân Nương, Xuân Nương. Đúng rồi, con gái ta về đây báo mộng. Ta phải đi đầu cáo, ta phải đi đầu cáo. Lão bá, cháu sẽ giúp lão bá tận triều đình để dâng cáo trạng. Đúng rồi, dù gian khổ như thế nào, dù vượt suối trèo non, ta cũng đến cửa triều đình giải quan cho con trẻ. Giao tâu dân.
lão thần là Liễu Sơn Hầu Lý Quốc Trung xin kính chào công chúa. Đa tạ Lý lão quan đã đến đây chúc mừng tuổi thành niên của ta. Kính bẩm công chúa, đây là con gái của lão thần, tên là Lý Kim Ngân. Nhân ngày lễ mừng công chúa lên 20 tuổi, lão đưa con gái đến đây để chúc mừng công chúa được vĩnh cửu an khang. Đa tạ Lý lão quan và Lý tiểu thơ đã đến đây chúc mừng tuổi thành niên của ta. Ồ, quả lời thiên hạ đồn không sai, Lý tiểu thơ là một trang thiên hương quân sắc, đang đổ xuống đồng thôn ngang. Tuổi đời như vàng cánh hoa đang đua nở ngạt ngào. Xin cảm ơn lời của công nương đã ân cần người khen, như tiện nữ loại hoa hèn nhỏ mòn, chỉ sợ làm bẩn mất công nương. Một loài hoa dương giá lạ thường đang ngự trị ở non bẩm công nương. Như Lý lão quan đã biết, tánh của ta như trang tu mi nam tử, yêu kiếm cung hơn ngọn bút bài thơ, yêu chiến mã hơn màn loan trướng gấm, cho nên lúc nào ta cũng thích đi săn bắn ở rừng sâu. Phải, lão thần đã từng theo hầu công nương đi săn bắn bao nhiêu lần. À, hôm nay sau khi mừng lễ chúc thọ phụ vương ta xong, ta định mời lão quan cùng ta đi săn bắn có được không? Hôm nay thì lão thần cam thất lễ. Kìa, sao vậy? Vì có nhiều vụ dân sơ kêu quan đến cửa triều đình nên lão phải trình lên cùng chúa thượng. Ồ, tiếc thật, hôm nay ta muốn đi săn mà lại. À, thôi được rồi, nè, Lý tiểu thơ có chịu cùng ta đi săn bắn không? Dạ, xin đa tạ công nương, tiện nữ là gái khuê phòng nên không quen cầm cương cởi ngựa. Dạ, tiếc thật. Dạ bẩm công nương, có quan tể tướng và danh công tử đến mừng tuổi công nương. Có quan tể tướng và văn công tử đến à? Được, mời vào. Dạ, dạ thưa công nương. Có cả Dương tiến sĩ thay mặt cho 18 vị tân khoa đổ đầu kỳ thi hội vừa qua đến mừng tuổi công nương. Có tân khoa tiến sĩ cùng vào nữa à? Được, mời vào hết đi. Tâu dân. Thần tể tướng Giang Kỳ Giảo, còn trưởng tử Giang Kỳ Thinh, xin kính chúc công nương được ngàn tuổi thọ. Dạ, thọ tỷ Nam Sang, phước dư Đông Hải, sống hoài sống mãi, sống tới ngàn năm. Đa tạ, quan tể tướng và văn công tử đã đến đây chúc mừng tuổi thành niên của ta. Bẩm công nương, kẻ tiểu thần là tiến sĩ tân khoa, thay mặt cho 18 vị tiến sĩ tân khoa đã được lượng thánh hoàng soi xét, xin dâng lên công nương lời chúc thọ ân. Cần một nhan sắc vào độ tuổi thanh xuân, chói rực cả cung vì soi sang khắp bốn phương trời. Tây lầu, con gái phía tây lầu nào, xin mong giữ gìn lễ nghĩa. Tôi là gái khuê phòng, phụ thân tôi rất là nghiêm khắc. Hơn nữa ở đây là ngày lễ chúc mừng công chúa. Dạ, xin tạ lỗi cùng với tiểu. Tuổi đôi mươi vô cùng kỳ lạ.
làm gì? Xin công nương niệm tình tha thứ. Lão quan, lão quan hãy an tâm đi, tánh của ta như trang nam tử, ta rất thông cảm tuổi đôi mươi. Xin cảm tạ tâm thầm tình của công nương. Thân con, thân, trời đất ơi, sao mày cứ ngủ hoài vậy? Con thường tự cho mình là một thi tài lỗi đạt. Hôm nay nhân dịp mừng công chúa vào tuổi độ tròn trăng, sao con không dùng văn thư của con để viết lời chúc tụng vậy con? Cha à, ừ, hồi nãy giờ con đứng lặng thinh đây là con để cho thi tứ nó trào lên. Ủa, vậy hả? Mà bây giờ thi tứ của mày trào lên chưa? Cha ơi, bây giờ nó trào dữ dội lắm rồi cha. Trào lên rồi phải không? Vô làm thơ chúc mừng liền con. Vô, vô liền, vô. Cha, cha. Cái gì? Bây giờ trước khi làm thơ, cha để cho con chúc mừng công chúa nghe cha. À, phải, phải, vô chúc mừng công chúa đi con. Vô đi, vô, vô. Tránh coi em. Tránh ra coi, làm cái gì mà cứ cản đường người ta hoài vậy? Dạ, kẻ hạ thần xin chúc mừng công chúa. Nhan sắc công nương đẹp lạnh lùng, cỏ cây hoa lá cùng rung rung. Hay luôn, hay luôn. Con cò con dạt bay ráp ráp. Hay. Cái gì vậy? Cái gì mà kiếm cái gì vậy? Châu chấu cào cào nhảy tứ tung. Hay, hay, thiệt là hay. Dạ dạ, công chúa thấy không, thi tứ thật là rạc rào, âm vận kích cao từng lời từng chữ. Dạ hay, hay, thiệt là hay. Con có cha làm thơ hay thiệt à. Con làm thơ chỉ có cha khen con hay thôi. Ừ, hay thì cha khen hay chứ. Cha thấy không? Ừ. Văn thơ con thi phú lạc trào như vậy. Ừ. Mà nợ nào mấy ông giám thảo trường thi đánh rớt con đó cha. Cha con có tức không? Mà mấy ông ém tài con đó chứ gì. Văn công tử, công tử nên giữ lời, không được xúc phạm đến các vị quan giám khảo là các bậc tôi trung của triều đình. Ta không thích và cũng không rành văn thơ cho lắm, nhưng vừa nghe qua ta cũng biết tài của công tử tới đâu rồi. Công nữ, dạ, hãy đưa công tử qua đằng Dương Cát để cho công tử uống trà làm thơ với các Dương Tôn công tử bên đây. Dạ, xin mời công tử theo tôi à. Đi đâu vậy cưng? Dạ, bên đằng Dương Cát vui lắm, toàn là các vị Dương Tôn công tử tuổi từ 12 trở xuống đang dành ăn dành uống om sòm đó. À, cũng được. Nè nè nè, như vậy là có chắc có nhiều bánh kẹo lắm phải không? Dạ, nơi ấy chỉ dành cho một mình công tử thôi. Dạ, xin mời công tử theo tôi. Cha ơi cha, bây giờ con đi nghe cha. Con đi con bệnh con bánh con kẹo lát con nhét dấu đem về cho cha. Con đi cha, con đi chậm mấy đứa nhỏ ăn của con hết cha ơi, con đi nha. Giỏi giỏi, con trai cha làm thơ giỏi thiệt à. Dạ. Xin mời quan tể tướng và Liễu Sơn Hầu hãy qua Phụng Long Đình để uống rượu đàm đạo với phụ vương tôi bên đó. Dạ 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 dạ, dạ tôi phải qua hầu rượu chứ thượng sao? Dân tâu dân. Kìa, hình như có điều gì Lý lão quan không yên dạ. Thôi ta đã hiểu rồi, ta muốn giữ Lý tiểu thơ và Tân khoa tiến sĩ ở lại đây để cùng với ta đàm đạo. Không, bẩm công chúa, lão thì đang bận tâm về một việc khác. Nguyên là có một số dân chúng dân sơ kêu oan khẩn thiết, mà hôm nay lại là ngày lễ mừng tuổi của công nương, vì thế cho nên lão thần, nước là của dân, đạo giữ nước phải lấy dân làm gốc. Dân có an nước mới thịnh. Còn việc mừng tuổi của một vị công chúa chỉ là việc riêng, còn việc của chúng dân mới là việc chung trong họ. Lão thần thì vẫn biết thế, nhưng chúa thượng thì đang bận tiệc vui. Phụ vương tôi đã dạy là phải yêu thương thần dân trong họ, thì tôi chắc chắn người là một bậc minh quân. Vậy Lý lão quan có điều chi cứ trình tấu, ta sẽ cố gắng nói giúp thêm lời.
Vậy thì xin công nương cùng lão thần hãy đến đó. Vâng, mời lão quan. À, xin Lý tiểu thơ và Tân Khoa tiến sĩ hãy ở lại đây mà chờ ta trong giây lát nha. Xin cảm tạ công nương. Kim Ngân, đừng, ông đừng gọi đến tên tôi, trong khi tôi không còn biết ông là ai nữa. Kim Ngân, tôi có điều gì lầm lỗi với nàng đâu, khi lòng tôi giận dữ trong lòng bao kỷ niệm. Kim Ngân ơi, nhớ con đường quen thuộc của ngày xưa, nhớ dần trăng ai nhuộm ướt mái tây lầu, nhớ nén bạc ai trao lời không còn gì nhớ nữa. Khi áo Tân Khoa đã thay cho áo rách ngày xưa, đây vừa ngỡ duyên quên mất cửa tây lòng, nơi quê cũ dần trăng thì thôi, ông hãy quên đi, quên cô gái ngày xưa với những lời đón thầy. Lối cỏ xanh sao không còn ai đi về trong cô lè, chỉ có dần trăng năm xưa nhuộm mượt mái dành em một
cuộc hạnh ngộ vô cùng thơ mộng, nhưng không ngờ mình lại gặp gỡ tại đây. Quả đây là một mối tình tuyệt diệu. Đây là những điều bí ẩn bên trong mà ta đã đoán trước. Dạ, dạ bẩm công nương. Một nàng tiểu chúa thượng lâm triều. Dạng dạng tuế, trẫm miễn lệ, các khanh an tọa. Này quan tể tướng, việc trẫm phái sanh đi kinh lý các nơi, tình hình dân chung như thế nào? Các quan tân nhậm địa phương có gây điều gì bất bình cho tâm họ? Dạ muôn tàu chúa thượng, bốn phương đều lạc nghiệp âu ca, dân chúng khắp nơi nơi đều hưởng dùng ơn mưa mất. Muôn tâu chúa thượng, những lời của quan tể tướng vừa rồi hạ thần e rằng không đúng lắm. Liệu sao hầu, ông căn cứ vào đâu mà cho lời tấu trình của tôi là không đúng chứ? Tất nhiên tôi phải có đầy đủ chứng từ cho lời cẩn tấu của tôi. Chứng từ? Những chứng từ của ông chỉ quanh quẩn chốn cung đình, trong khi tôi đi kinh lý khắp mọi miền, đại mấy gian nan công lao khổ cực, tìm hiểu ngọn nguồn cuộc sống của muôn dân, thì ông làm sao mà ông hiểu nhiều hơn tôi được? Ông là bậc đại thần hưởng quyền cao chức trọng, thì phải lo báo đền ơn nước Việt muôn dân. Đó là nhiệm vụ thiêng liêng vô cùng cao đẹp, chứ có gì đâu mà ông lại kể công kể tội. Không phải tôi các tranh hại tấu trình cho trẫm biết có những gì cần thiết buổi hôm nay. Dân chúng các nơi cuộc sống như thế nào, ai lợi dụng uy quyền hay hiếp ép muôn dân? Muôn tâu chúa thượng, có người dân sớ kêu quan ở cửa triều đình. Ôi chuyện nhỏ nhặt tầm thường cũng làm bận lòng đến đứng tiên nhang. Ông biết việc ấy như thế nào mà cho là tầm thường bé nhỏ? Ôi, chuyện thắc mắc của dân chúng có hàng trăm hàng ngàn thứ chuyện, không lý chuyện nào cũng làm bận lòng đến chúa thượng hay sao? Vậy mà không cho là bốn phương lạc nghiệp, chôn chôn thái bình. Vậy chứ ba năm mất mùa liên tiếp, dân đất củ chân chết đói rất nhiều. Chúa thượng có biết được việc này hay chưa? Liễu Sơn Hầu. Dạ. Khanh nói sao? Dân quân cử chân chết đói à? Ôi, thật chuyện ấy trẫm chưa hề được biết bao giờ. Muộn tâu chúa thượng, còn nữa, đất tượng quân, đất quê lâm, quan chức địa phương dơ dét của dân, nhũng lạm công quỹ, tiên quan than dậy đất gian trời. Quan tể tướng, ngài đi kinh lý qua đó, ông có biết được việc này hay không? Cái chuyện đó, tôi chưa nghe ai nói hết. Ông mà làm sao biết được và nghe được? Khi sáng thì tiệc trà, trưa tiệc rượu, hòa dọc đường vàng chất đầy kho. Liễu Sơn Hầu,
ông không được quyền mạ lệ một bậc đại thần tể tướng à. Thưa quan đại thần tể tướng, tôi đã có đầy đủ chứng từ, muộn tâu chúa thượng, việc trước mắt là những người dân sơ kêu quan, thần đã đưa trước gõ môn đợi lệnh. Được, Liễu Sơn Hầu. Dạ. Khanh hãy đưa họ vào đây. Xin tuân lệnh. Đưa thì đưa, làm cái gì mà dữ vậy? Cái mặt thấy ghét. Đi bà. Dạ. Quỳ xuống. Dạ. Dạ muôn tâu. Dạ muôn tâu. Bà ơi. Dạ. Bà nhớ chuyện gì bà tâu giùm tôi coi. Tôi quên hết trơn hết trọi rồi. Dạ. Dạ muôn tâu. Dạ muôn tâu. Ông ơi, ông nói gì nói đi, chứ tôi có biết gì đâu mà tôi nói. Thì bà nói đi. Ông nói đi mà. Nè, ở đám dân ngu dốt kia, sao dám đến đây gây điều phiền phức, làm mất thời giờ vàng ngọc của bậc chí tôn vậy hả? Hả? Dạ, dạ quan ức tôi qua trời qua đất ông ơi, quan thấu chín tầng trời, sau 10 lần địa ngục, không cho tôi đội sơ kêu quan, tôi căng lưỡi tự sát tại nơi đây. Lộn xộn là chết hết bây giờ đó nghe chưa? Lão huynh, chúa thượng là một bậc anh minh, mọi việc ức quan sẽ được ân trên soi xét. Lão huynh muốn gì, hãy bình tĩnh mà giải bày mọi chuyện. Dạ môn to với lệnh thanh hoàng. Giờ chồng lão là kẻ quay mùa, làm lộn suốt cuộc đời. Ở tận chốn thâm sơn, nay vì nỗi ức quan nên lặn lội xuống tận triều ca, dân sơ lên cầu trùng nhờ lớn cả. Các quan hãy nhận sơ dân lên cho trẫm thẩm tường sự việc. Hai người dân một sớ được rồi, còn bài đặt dân hai ba sớ. Quan tể tướng. Dạ. Khanh hãy dân sơ lên cho trẫm. Tâu dân. Dân sớ mà cũng dành. Ta miễn lễ. Vợ chồng hàng lão hãy đứng lên. Đây là một vụ án giết người đã được đầu cáo trạng. Tại sao quan lại địa phương và quan tể tướng không chịu tra xét ngọn nguồn? Dạ muôn tâu chúa thượng, vụ án con dâu của nhà mụ Lâm Thị đó, thần đã thẩm tra thật là kỹ càng. Nàng ấy chết là vì cơn bạo bệnh, nhưng vì quá thương con nên vợ chồng lão già quê mùa này mới đậu sớ kêu quan. Dạ chứ thật ra mẹ chồng nào mà lại đánh chết nàng dâu bao giờ đâu chú thượng. Quan tể tướng gì? Ông đừng vội kết luận quá vội vàng, mọi việc trắng đen sẽ được thánh hoàng soi xét. Quân, giải mụ Lâm Thị vào đây. Tôi thẩm tra kỹ rồi ông ơi. Trời ơi, tôi có tội gì đâu mà giam tôi 3-4 ngày rồi. Ông quan tể tướng đâu rồi hả? Tôi kiếm ông, tôi hỏi tôi ra cái chuyện này mới được. À đây. Trời đất ơi, tôi có tội gì đâu. Trời ơi, bà không được cái dòng ào lộn xộn nha. Đây là giữa chốn triều đình mà thánh hoàng đang ngự xét đó. Bà la ào ào mà chết tôi bây giờ. Có ông vua đây hả? Trời ơi, ông ngậu tên ông thấy ha. Trời ơi, tôi chết rồi. Quỳ xuống. Dạ môn tâu thánh hoàng. Dạ em. Trời ơi, nói chuyện với vua mà xưng em. Tiện dân. Trời ơi, tay run quá. Dạ môn tâu thánh hoàng. Dạ tiện dân. Ăn chay. Dạ là kẻ ăn hiền ở lành. Dạ một tháng ăn chay 15 ngày, năm ăn chay 182 ngày rưỡi. Dạ cậu. Này mụ Lâm Thị. Dạ. Hãy nghe ta hỏi.
nàng Xuân Nương là dâu của nhà mụ. Dạ. Nguyên cơ nào phải chịu chết giữa lúc tuổi mới xuân xanh? Dạ, muôn tâu thánh thượng, dân nguyên cơ là một hôm trong gia đình có buổi cung thần hoàng, tiệc còn rất đông nhưng nửa chừng lại thiếu thức ăn. Tôi liền say nó ra sớm một về dài món đại khách, nhưng nó dùng dần tôi giận nên đánh nó vài tát tay. Giờ muôn tâu thanh thường, nhưng con dâu của tiền dân nó số đoan, nó mệt bạc mới con đêm mà chết tốt à. Dạ dạ, dạ muôn tâu với thanh thượng, lời bãi không đúng sự thật. Bãi đã hành hạ con gái của tôi trăm điều đau khổ. Ăn thì ăn chẳng đặng no, mà ngủ thì ngủ hoài hiên lành. Dạ muôn tâu chúa thượng, đã vậy còn đánh đập tàn nhẫn, thân gái yêu mềm làm sao chịu đựng những trận đòn roi. Nè, vợ chồng lão già quê mùa kia, có thì nói, không có thì thôi. Đừng có đặt điều vu quá mà mang thêm trọng tội đó nghe chưa. Ờ, có nói không có thôi nghe, nói bị vợ là chết à. Chết à. Nói nữa đi. Dạ, muôn tâu thánh thượng, nhưng mà vợ chồng của lão ở tận chốn sơn lâm cùng cấp, dạ đường xá xa xôi cách trở, thì làm sao biết được con gái của lão bị hành hạ đòn roi à? Đúng rồi. Dạ, muôn tâu chúa thượng, lời lẽ thật là xác đáng. Hơn nữa bà Lâm thị đây có nhân chứng đàng hoàng. Dạ, dạ có chứng đàng hoàng. Ba miễn lệ, Lâm thị hãy đứng lên. Dạ đội ơn thanh thượng. Khỏe. Này mụ Lâm thị. Dạ. Nhân chứng của mụ đâu? Hãy đưa vào đây tâu trình sự thật. Tể tướng. Dạ. Quân. Dạ. Cho ta nốt chọt vào đây. Dạ. Mà thấy không, tôi đã lo xong xuôi hết rồi. Trời. Dạ. Dạ đó. Qua đây. Cho tôi vô với ông ơi, mấy ông quan ơi, cho tôi vô với. Trời, sao có thằng này vậy nữa trời. Ai vậy? Thôi, tôi cũng là nhân chứng nữa mà. Ai cho phép mày vô đây, mày làm chứng cái vụ gì? Đi ra. Ông quan ơi, con cũng là nhân chứng nữa ông quan ơi. Ai cho phép mày vô đây làm chứng? Đi ra. Muộn tâu chúa thượng, một bên là nhân chứng của Lâm thị, một bên là chứng nhân của hàng lão. Xin chúa thượng cho phép họ cùng được trình bày mọi việc trước sau. Trời ta ơi, sao bà không cản? Được, tất cả hãy đứng vào hai bên để cho hai nhân chứng tâu trình mọi việc. Nè, Út Chọt. Dạ. Ngươi đã thấy rành mọi việc, hãy tâu trình cho rõ ràng để thánh hoàng ngự xét nghe chưa? Dạ muôn tâu chúa thượng, dạ con thấy rõ ràng. Mở xuống nương chắc vì cơn bệnh dở. Dạ con cũng thấy rõ ràng, mở xuân nương bị người ta đánh chết. Dạ đánh bằng roi bằng hèo, dạ nhiều người đánh lắm. Con là quản gia biết rõ ràng hơn ai hết. Con chỉ là gia nhân thường, nhưng con nói đâu là trúng đó. Dạ muôn tâu chúa thượng, nếu mà con nói sai ngoa, con xin chịu tội bái đầu. Con chẳng dám sai lời, xin ơn trời à thôi à xét cho con. Bao kẻ bán rẻ lương tầm, vì vật chất kiếm tiền, đã đem lòng đổi trắng thay đen. Nè, ta là một bậc đại thần, có lẽ nào xét xử chẳng công minh? Nhà ngươi phải khai báo cho rõ ràng, bằng không á bái đầu đó. Lão ba. Dạ quan. Con tâu chúa thượng, kính bẩm thượng quan. Thượng quan ơi, từ xưa tới nay biết bao nhiêu kẻ quyền cao chức trọng đã ban rẻ lương tâm vì ba lời danh mùi phú quý. Tôi nói cho bậc cao minh xét kỹ, cho mắt già lúa rau khô dòng lệ cho nỗi quan được cặn kẻ phơi bày. Một hình ảnh thương tâm làm đau xót trái tim này. Cầm roi đánh một con vật mình còn không nỡ, huống chi người với người sao nỡ
nắng đòn roi. Muôn tôn chúa thượng, tôi xin cúi đầu chịu tội nếu những lời nói của tôi có ý gian ngoan. Xin ơn trên rủ lòng thương xót cho nỗi ức quan được soi sáng ơn trời. Một bên nói rằng nàng Xuân Nương chết bệnh, còn một bên nói rằng Xuân Nương chết quan. Chẳng chỉ cần bên nào chứng minh rõ ràng sự thật. Và bà môn vua, con còn một dân chứng nữa. Hãy đưa về. Thế bà ơi, vô đây, vô đây em. Trời ơi, ai nữa đi bà, anh đã chết tôi rồi. Trời ơi, bà đưa vô hết đây rồi. Dạ bẩm ông vua, con là Thế Tần ở đời cho Lâm phu nhân từ thuở nhỏ, hiểu rõ tận tường hoàn cảnh mờ Xuân Nương. Về làm dâu như mang án lưu đại, bị hành hạ trăm điều đau khổ. Mỗi trận đoàn rối tịch rơi máu đổ liên tiếp ngày này, tháng đó nhiều mở Xuân Nương không một chút mi thương tình. Rồi sau đó đem bạc vàng đúc lót để nhận diêm vụ án quá đông. Hỏi quan đại tướng thì rõ hơn, vì lý do nào vụ án chẳng tử thân. Ta có gì đâu mà hỏi. Muốn tâu chúa thượng, qua lời khai của các nhân chứng thì mọi việc đã quá rõ ràng. Mụ Lâm Thị và tên Út Chọt đã đánh chết nàng Xuân Nương. Còn quan tể tướng thì nhẫn vàng đúc lót, cho nên vụ án bị nhẫn chìm. Muộn tâu chúa thượng, xin chúa thượng anh minh soi xét, cho lòng dân thỏa lòng oan ức. Mọi việc đã đành rành như vậy. Này Lâm Thị. Dạ. Tên Út Chọt. Dạ. Hai ngươi có nhận tội hay chưa? Dạ muôn tâu thánh thượng. Dạ muôn tâu. Thôi, bà để con tâu được rồi. Sao nãy giờ mẹ không chịu tâu? Nãy giờ mẹ không chịu nói. Giờ nói đi. Thì từ từ nó cũng tới thôi. Nói đi. Dạ muôn tâu chúa thượng. Bây giờ con xin khai bằng sự thật. Nói đi con. Dạ thưa bà, khai hết nha bà, không có giấu cái gì hết trơn tội nha bà. Phải rồi con, khai hết đi nha dạ, con. Dạ khai hết, bà bóp cổ làm sao cũng khai luôn. Khai hết. Dạ, không có bậy, dạ bậy. Dạ muôn tâu chúa thượng. Dạ, cái chuyện mà đánh chết mợ hai á, dạ con biết rất rõ. Dạ, chỉ có mình nó biết à, dạ. Dạ bà, con thương mợ hai con lắm. Dạ. Dạ bà, con cho mợ hai con ăn toàn là đồ bổ không à. Đúng rồi, thằng chân dâu lắm. Dạ, thằng thẩm trà cũng dạ, để vậy. Con nhớ coi. Dạ nào là củ sâm nè, củ sắn nè, rồi củ chổi, củ gầy, củ thẹo nè. Coi gì nữa, tôi khai hết chứ coi gì nữa. Dạ muôn tâu chúa thượng, chính bà bắt buộc con phải đánh chết mợ hai nữa nè. Trời, ai bắt buộc nha, ngươi phải đánh đến chết người. Dạ đúng rồi, ai bắt buộc thì chuyện đó. Ai bắt buộc đánh chết người. Dạ muôn tâu chúa thượng, dạ bà bắt buộc con phải đánh, con không đánh bà đánh con. Dạ chính con trông thấy bà đưa vàng trong quan thừa tướng này nữa đó. Trời ơi. Ê Út Chọt, bây giờ trước mặt thánh hoàng mày không đổ lỗi cho tao phải không? Con nói bà đánh chết. Chính mày nè. Bà. Mày đánh trúng cái chỗ nghiệt nên con dâu của tao nó mới chết nè. Bà chứ ai bà nói tôi. Dâu Hiền, dâu Thảo của tao nó chết tức rồi. Nên. Này mụ Lâm Thị. Dạ. Mụ đã đúc rốt cho bạc tiền cho quan tể tướng tất cả bao nhiêu. Dạ. Để nhận chìm luôn vụ án giết người phải không? Dạ. Khai luôn đi cho nó vui. Dạ muôn tâu, dạ phải. Dạ lo vàng, dạ vàng nhiều lắm. Trời. Lo đến sốt ruột. Mụ này quan tể tướng. Dạ. Mụ ấy đúc rốt cho nhà ngươi tất cả bao nhiêu vàng? Dạ muôn tâu, có 50 lượng ạ. Còn 300 nén bạc đưa sao chị ông? Trời ơi, 300 nén bạc đưa tôi chia cho qua sở. Ngữ Long Quân. Hãy hạ ngục tể tướng dân Kỳ Dạo, lột hết áo mão cân đai,
chờ đợi lệnh tẩm xét xử nghe chưa? Dạ. À, trời ơi, làm chi chút bạc vàng cho mang quá vậy là trời ơi là trời. Đi. Rồi, một em về quê Cam Câu. Cho lệnh khẩn cấp về huyện Phong Châu, cắt chức và hạ ngục huyện quan sở tại, Liễu Sơn Hầu. Dạ. Khanh hãy lĩnh lệnh tẩm truyền cho Tân Khoa tiến sĩ Dương Bình về lãnh chức Tân Quan huyện Phong Châu. Xin tuân lệnh. Tất cả hãy lui về. Dạ đội ơn bệ hạ, hay không, mình khai là mình được về. Trừ hai kẻ sát nhân ở lại. Trên dạ. Thời. Dạ chào chị Xui, ở lại mạnh giỏi nghe chị Xui. Trời ơi, ông ngoại về bỏ con sao ông ngoại? Dạ, thưa bà, con về. Anh đừng xa, anh nở lòng nào bỏ em sao anh? Trời ơi, lại mạnh giỏi. Trời ơi, cười sự đau khổ người ta mà mạnh giỏi. Trời ơi. Tôi nốt chọt có nhúng tay vào vụ án. Quân sĩ ông, dạ, hãy giam vào ngục tối, chờ ta xét xử lại. Dạ, muốn tao chú tưởng tội nghiệp con mà trời, con lỡ con khai hết rồi mà trời. Vũ Lâm Thị giết người phải đền mạng. Đao Võ Quân, dạ, đem ra pháp trường hành quyết. Dạ. Tâu chúa thượng, tên Lâm Sanh điên cuồng, dám làm náo loạn pháp trường, hạ thần đã bắt được, áp giải về đây, xin thánh thượng xét xử. À, loạn thần tặc tử, Đao Võ Quân, đem ra pháp trường xử trảm. Quan phụ vương ơi, hãy nghe lời con trẻ càng vâng mà ngưng ngay lệnh. Lâm Sanh là một đứa con hiếu đạo, vì chữ hiếu thân tình sâu nghĩa nặng, đáng được phụ vương mở lượng khoan hồng. Dù con là một vị công nương em ấm chốn quê phòng, nhưng cõi lòng con cho yêu đời cung kim trải thảm. Giờ đây tôi chỉ còn con đường để chọn là tới pháp trường đền tội loạn triều trung. Tên tử tội đã cúi đầu chờ lệnh án, con còn gì nữa mà cầu khẩn gian sinh? Dù cho gã làm can anh tuân tài ba, nhưng phải trừng trị để làm gương cho kẻ khác. Con biết lòng phụ vương vô cùng. Hầu hạ thần xin chờ lệnh.
Công chúa con của trẫm đã hết lời giáng sinh cầu khẩn cho một tên tử tội vì hiếu đạo sanh ra. Theo khanh, trẫm phải xét xử như thế nào cho phải cách? Muôn tâu chúa thượng, theo thiện ý của hạ thần, kẻ dám chết vì chữ hiếu trung làm trọng là kẻ xứng đáng được làm người. Giết một người xứng đáng thật uổng phí vô cùng. Xin chúa thượng tạm tha cho lâm sanh tội chết, chờ dịp lập công với triều đình. Trẫm chấp thuận lời khanh, tạm tha cho gã lâm sanh tội chết, chờ ngày tuyển thi võ trạng, cố gắng ra giúp nước lập công chuộc tội của mình. Dạ, đội ơn phụ vương. Thánh hoàng vạn vạn tuế. Truyền bãi trào. Chuyện này nè bà. Thì ông nói gì ông nói đi, tôi vừa quét tôi vừa nghe được rồi mà. Thì bà ngừng tay chút xíu đi, tôi nói cái chuyện này nè. Thôi mà, ông nói đi, tôi nghe được rồi. Bà này ngộ không? Bà khi dễ tôi phải không? Bây giờ tôi yêu cầu bà bỏ cây chổi nghe tôi nói chuyện con Xuân Nương đi nè. Hả? Con Xuân Nương? Con gái tôi ra sao hả ông? Mà thôi, còn gì nữa để mà nói. Nó đã bị người ta giết chết gần một năm nay rồi. Ngày trước mình cứ hy vọng cuộc đời con có nhiều may mắn, sống bình yên hạnh phúc bên nhà chồng, để một bụng cháu tân tiêu bồng ấm an ủi vợ chồng già lúc bóng xế chiều. Bà lại khóc nữa. Cứ mỗi lần nhắc tới con Xuân Nương thì bà khóc. Bởi vậy tôi không muốn nhắc tới nó chút nào hết. Vậy chứ tôi có mình nó à. Ngày trước tôi đã không chịu gả nó đi xa. Ông cãi tôi, ông nói là nó thương đâu ông gả đó. Bây giờ nó đã bị người ta giết chết rồi. Vậy ông đẻ đi, ông đẻ đứa khác để đền lại cho tôi. Thôi bà, chuyện lỡ rồi, bà nhắc lại làm gì? Kẻ gây nên tội đã đền tội ác rồi. Giả lại dầu sao thì con Xuân Nương nó cũng... Trời ơi, con ơi, gần tới ngày đám giỗ giáp năm của con rồi. Để cha mẹ cúng kiến cho con ăn. Trời ơi, con Xuân Nương nó bay kìa. Trời ơi, ông ơi, ông ơi. Ơi, con về nè cha mẹ ơi. Con ơi, con ơi, đừng lại gần cha mẹ. Trời ơi, cha mẹ biết con chết quan chết ức rồi. Để cha lập đàn cầu siêu cho con tiêu diêu miền cực lạc con ơi. Có kìa cha. Không có đâu. Cha hãy quay mặt lại nhìn con coi nè. Cha với mẹ. Con là Xuân Nương bằng xương bằng thịt của cha mẹ đây nè. Ơi, bà nhìn đi. Thì ông ơi, ông nhìn đi. Trời ơi, bà mẹ nó, bà nhìn đi mà. Thôi mà. Trời ơi, cha. Cha không thương con à. Nè, cha nắm thử tay con coi nè. Nắm đi bà. Ông nắm đi. Bà nắm tay nó đi, tôi nắm tay bà cho. Mẹ. Nè, nè, mẹ nắm thử tay con coi. Mẹ nắm coi. Nè. Đó. Trời ơi. Cái gì vậy? Ông ơi, sao mà cái bàn tay nó lạnh ngắt hả? Chắc là hồn ma bóng quế gì đó ông à. Dạ không, cha mẹ, hãy nghe con nói đây nè. Con nào có phải là hồn ma bóng quế, mà con chính thật là Xuân Nương. Của cha mẹ ngày xưa vẫn đi mái tóc nhung tơ, vẫn nụ cười năm xưa cha. Ơi, con ơi, con chết lâu rồi, nhìn mắt cha đây đã trông thấy một phần, thì đâu có lý do nào
khoan, trời đất ơi, đừng lại gần con ơi. Bà ơi, người ta nói mấy người chết đứng hỏng mặt đất, để coi nó có hỏng mặt đất không. Trời ơi cha, cha không tin nè. Đây nè, cha coi con dặm chân nè, đó, đó. Đúng rồi. Trời đất ơi, bà làm gì vậy? Bà chen vô giữa làm chi vậy? Trời ơi, để tôi mừng con chút mà làm gì. Nữa, con chen vô giữa nữa. Trời ơi, bà qua bên kia giùm tôi cái coi. Con ơi, con sống thiệt rồi hả con? Trời dạ, ơi, cha mừng quá con ơi. Thôi bây giờ bình yên rồi, con ở lại đây với cha mẹ như những ngày tháng cũ nghe con. Dạ, dạ con. Ý, mà không được đâu. Cha mẹ ơi, ông sắp đến đây rồi đó. Ông nào? Dạ, ông Tân Võ Trạng á. Tân Võ Trạng thì thấy kệ ông Tân Võ Trạng. Mình có làm giặc đâu mà mình sợ ông. Nhưng mà ông mới vừa nhận chức nguyên soái của triều đình. Ông mới vừa thắng trận nè. Đoàn quân ấy sẽ đi ngang qua đây, rồi ông sẽ ghé vô nhà mình đó. Ủa, ghé vô đây chi? Để chi vậy con? Để đi tìm cha với mẹ đó. Ý, ông ơi, ông à. Ông có làm gì để cho triều đình bắt tội hay không? Bà hỏi ngộ không? Bà không thấy hả? Ngày này qua ngày nọ, hết làm giường thì đi đốn củi, đổi gạo qua ngày, làm không kịp nghỉ, chẳng rửa mặt mày, từ sáng tới trưa cho tới tối luôn không hề nghỉ tay. Nhưng ông nhớ lại có lần đi kiện, ông có làm điều gì phiền tới hay không? Biết đâu lúc đó ông chẳng giữ lời, khi ra ân quan cho đến ngày này, người ta để tâm, chờ dịp bắt ông đi trả mối thù thầm. Tôi không hề sợ, tôi không làm bậy, có giỏi thì bắt tôi kiện tới vua. Ý, cha mẹ ơi, mới vừa nhắc thì ông đã tới rồi kìa. Trời đất ơi, ông tới rồi. Ông tới rồi, giờ làm sao vậy con? Mà con nói cha nghe nè. Ông tới thì ông tới chứ cha đừng có sợ. Thì cha đâu có sợ, tại mẹ con bà sợ cho nên cha mới sợ. Cha mẹ à. Hả? Con có chuyện này ngộ hay lắm, cha mẹ hãy vào trong đi rồi con sẽ nói cho nghe. Đi vậy hả con? Đi bà. Quân hãy dừng chân lại để ta đến thăm ngôi nhà phía trước đây nha. Nhà cũ vẫn còn đấy, căn nhà xưa vẫn còn đó, mà người yêu xưa đã biệt biệt ở đâu rồi? Nhạc phụ ơi, nhạc mẫu ơi, ủa sao nhà gì mà vắng quá vậy cả? Có ai trong nhà không? Không có ai nhà hết á. Ủa? Không có ai, tại sao có tiếng ai trả lời? Tôi đi rảy mới về. Dạ, xin lỗi ông, tìm ai? Dạ, con kính mừng nhạc phụ. Nhạc phụ có nhớ con không? Con nè. Nhớ rồi. Trời ơi, lâu quá mới gặp. Sao mạnh giỏi hả? Ủa, ông là ai? Dạ, thưa nhạc phụ. Nhạc phụ không nhớ con sao? Con là Lâm Xanh nè. Nhạc phụ nhớ không? Lâm Xanh? Dạ. Đúng rồi, Lâm Xanh. Trời đất ơi, Lâm. Ủa, Lâm Xanh nào? Con không ngờ, trong một thời gian ngắn ngủi mà nhạc phụ đã quên rồi đứa con rể ngày xưa. Thưa nhạc phụ, còn nhạc mẫu con? Cha ơi cha, con đã pha trà xong rồi nè. Cái ông này, ông kỳ cục vậy. Trời ơi, cha đứng đó mà cha không chịu cản lại, cha để cho ông nắm tay con rồi nè. Trời ơi, cản cái gì mà cản, cha đây ổng còn ôm muốn bể ra sườn đây mà huống hồ gì con. Con, đừng la con, còn la lớn ông này ổng nhốt con à. Cái gì, ổng nhốt con hả? Nhà của mình, ổng vô đây nè, ổng nắm tay của con. Như vậy là ông đã hổn với con rồi. Con không nhốt ổng là may lắm rồi. Ông làm gì ông dám nhốt con chứ. Chết trời ơi. Con ơi, con biết ai đây không? Nguyên soái của triều đình đó nghe con. Nguyên soái hả?
Nói vậy ổng ỷ ổng là nguyên soái, có đủ quyền quy rồi muốn bắt ai thì bắt sao. Con không có sợ đâu, quan gì thì là thấy người ta có là sáp lại. Dạ xin tha thứ một lần, vì tôi đã trót lỡ lầm. Nếu ông lỡ tưởng tôi người quen, tôi cũng tạm thư tha. Nhưng từ đây và mãi mãi về sau, ông còn lãng quạt đánh cho bỏ mà. Dạ không, tôi không bao giờ dám lỡ lầm nữa rồi. Trời đất ơi con, trời ơi con đừng có hỗn. Đây là quan Tân Võ Trạng đó nghe con. Tân Võ Trạng hả? Con đâu có ngán ổng đâu. Ổng muốn đấu văn với con thì con sẵn sàng đấu văn với ổng. Mà nếu như ổng muốn đấu võ với con cũng sẵn sàng đấu võ với ổng. Ê, ông kia, ông có dám đấu võ với tôi không? Nhào vô. Trời ơi, xưng quá. Trời ơi, con lý lắc vừa vậy. Con biết ai đây không? Nhìn kỹ coi. Ai vậy cha? Đây là Lâm Sanh, anh rể của con đó. Hả? Lâm Sanh, anh rể của con hả cha? Trời ơi, vậy mà từ nãy giờ cha không nói làm con đâu có biết. Giờ biết rồi phải không? Dạ. Biết rồi lại xin lỗi anh rể con đi. Xin lỗi hả cha? Dạ. Dạ, thưa anh rể, nãy giờ cha của em không có nói anh rể là anh rể của em, cho nên em không có biết. Bây giờ cha của em nói rồi thì em mới biết anh rể đây là rể của em. Trời ơi, mày nói cái gì vậy? Dạ sao cha? Mày nói cái gì anh rể là rể của em? Chứ sao? Trời ơi, anh rể là anh rể của em. Con quên, anh rể là anh rể của em. Cho nên nãy giờ nếu em có điều chi, dạ xin anh rể niệm tình tha thứ cho em nha anh rể. Trời ơi, cha ơi, cha coi, ông nhát quá trời à. Trời ơi, Tân Võ Trạng gì đâu mà nhát quá rồi, làm sao mà thắng giặc cho được không biết nữa. Ôi chán ơi là chán. Xuân quá. Trời ơi, mày lý lắc vừa vậy nghe Xuân Hoa. Dạ, thưa nhạc phụ, nói vậy đây là... Quên nói cho con biết nữa, đây là Xuân Hoa em ruột của Xuân Nương đó con. Dạ, thưa nhạc phụ. Nhạc phụ nói gì lạ vậy? Cái ngày mà cưới vợ con đó, nhạc phụ nói một mình Xuân Nương vợ con à. Rồi bây giờ có Xuân Hoa nó vậy là... Cha quên nói cho con biết, Xuân Hoa này hồi nhỏ nó xấu hái khó nuôi lắm con. Dạ. Cha mới gửi nó bên bà ngoại á. Bây giờ Xuân Nương vợ con chết rồi, cha mới rước nó về đây để sớm hôm hữu hỷ. Thôi con hiểu rồi. Tại vì vì ba hồi trước xấu hái khó nuôi, rồi nhạc phụ mới gửi về bên bà ngoại á. Hôm nay vợ con chết rồi, nhạc phụ mới rước về đây để mà hữu hỷ. Nãy mới nhìn tưởng đâu vợ con chứ. Giống không con? Dạ giống dễ sợ. Nghĩa tê à? Dạ. Cha có chuyện này muốn nói với con, không biết con có bằng lòng nghe không? Dạ. Nhạc phụ cứ dạy, con sẵn sàng nghe theo nhạc phụ. Chẳng may con Xuân Nương nó chết sớm. Dạ, thần số mà nhạc phụ. Vì lẽ đó, cha muốn gả con Xuân Hoa cho con chịu không? Trời ơi, không được đâu nhạc phụ ơi. Sao vậy? Trời ơi, không được đâu. Vậy người ta cười chết. Ai cười không? Dạ, ta cười chết mà đâu có ai anh rể là em vợ, kỳ quá mà nhạc phụ. Không sao đâu con. Con không nghe người ta nói sao? Dạ nói sao nhạc phụ? Người ta nói trồng tre trở gốc lên trời, con chị qua đời thì tới con em. Trời ơi nhạc phụ thương con, nhạc phụ nói vậy chứ đâu phải vậy. Chứ sao? Dạ người ta nói vậy nè. Sao? Dạ ta nói trồng giông bẻ lá gói nem, con chị có chết thì con em cũng không thèm. Hả? Trời ơi, mình vậy nè mà chê mình nói không thèm mình. Ôi một nỗi buồn vô hạn. Trời ơi bình tĩnh đi qua ơi. Dạ không được đâu nhạc phụ. Thôi được rồi, để tôi hỏi ý kiến con gái tôi rồi tôi tính. Dạ thôi mà nhạc phụ, con nói nhạc phụ nghe. Thôi để tôi hỏi nó. Nhưng mà thôi nhạc phụ ơi, nhạc phụ cũng hiểu. Thôi không có giận mặt với người lớn tuổi nghe. Xuân Hoa. Dạ. Bây giờ cha quý lấy quyền làm cha, cha đặt đâu thì con ngồi đó.
Dạ, thưa cha. Cha đặt đâu thì cha cứ đặt đi, con xin ngồi đó. Dạ thưa dì ba, dì ba ngồi chỗ nào dì ba ngồi, chỗ này dì ba làm ơn đứng giùm cái dì ba. Nữa, có ý kiến nữa. Thôi, Xuân Hoa. Dạ. Bây giờ cha gả con cho anh hai con chịu không? Hả? Trời ơi cha, nói là nói vậy chứ, cha nhất định cha gả con thật sao cha? Thiệt chứ. Cha ơi, cha nhìn coi kìa, anh hai của con thì vậy đó, mà con thì vậy nè. Mà cha gả con cho anh hai con thì cha ơi, chắc là con không thể nào. Sao? Con không thể nào từ chối cha ơi. Trời đất thanh thần ơi. Dạ thưa nhà phụ, nhưng mà thôi thôi, không có nhân nhị gì hết đó, nó chịu rồi là xong rồi. Xuân Hoa. Dạ. Đây là nhà của mình. Dạ nhà mình. À, hai vợ chồng con đóng cửa lại nói chuyện tự nhiên. Trời đất. Dạ. Ơi, nhà này đóng cửa ngộp chết nhà phụ ơi. Ngộp thì mày khoét vách mày thở. Bà ơi. Dạ. Tôi với bà lên shop trên có chút chuyện, mau đi bà. Dạ. Dạ thưa nhà phụ, nhưng mà thôi không có nhân nhị hết, đi bà đi. Dạ. Nhà phụ ơi. Ôi. Dạ. Nhà phụ ơi. Dạ. 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 Đừng. Biểu coi. Dạ thôi, vì ba đứng đó tôi đứng đây được rồi mà. Nhưng mà cái câu chuyện này nè, nó quan trọng ghê lắm. Chỉ nói nhỏ có hai người nghe thôi, mà rồi tỷ phu đứng xa quá như vậy rồi, em nói làm sao mà tỷ phu nghe cho rõ được. Dạ không sao, vì ba cứ nói nhỏ đi, tôi nghe rõ lắm. Bây giờ nghe tôi hỏi nè, tới không? Dạ thôi mà dì ba. Tới không? Dạ thôi mà dì ba đứng đó tôi đứng đây được rồi mà. Không tới hả? Dạ. Không tới tôi tới. Rồi đó. Tôi tới rồi đó. Nói gì nói đi. Nãy giờ ông có nghe cha của tôi nói gì đó không? Nghe rồi, nhưng mà tôi nói không gì ba? Không có nhân gì hết á. Dạ. Cha của tôi đã nói là cha tôi gả tôi cho ông. Vậy thì kể từ bây giờ, ông đi đâu thì tôi theo đó. Dạ. Ông nhớ. Dạ nhưng mà... Nhớ nha. Dạ. Ông không được quyền hất hủi tôi. Ông á, ông mà hất hủi tôi á, tôi tự tử, tôi quyên sinh, tôi cắn lưỡi nè. À... Ê! Trời ơi, đừng có cắn lưỡi. Rồi đó, nói gì nói đại đi, cái gì đâu mà... Ai hất hủi gì đâu mà sỉ dữ vậy. Nói đi. Tỷ phu ơi. Thôi nói đại đi phu ơi, gì không biết nữa. Tỷ phu à. Ơi à, cũng vậy chứ có gì đâu. Đâu nè. Tỷ phu thử nhìn mặt em coi, em có giống chị Xuân Nương em chút nào không? À, bây giờ tôi nhìn dì ba có giống vợ tôi trước phải không? À. Rồi, đứng đó đi, để tôi đi qua bên này. Đâu. Sao? Qua bên đây rồi có cái gì cái đặng chạy hả? Không. Tôi nói rồi không có được chạy à nha. Ông mà chạy à tôi rượt theo tôi bắt tôi lôi lại. Thôi được rồi mà. Đứng ngay ngắn lại đi. Rồi nè. Đứng ngay lại đi. Đó. Rồi em. Đâu xem vòng coi. Xe vòng nữa coi. Ủa? Sao lạ quá? Tại sao cô gái này giống nàng như hai giọt nước, khiến cho lòng ta không khỏi xúc động bồi hồi. Nhưng không, tôi chỉ yêu Xuân Nương, người vợ cũ mà thôi. Xin giả biệt năm lăng hãy quên câu chuyện ân tình ngày xưa dở dàng. Một đóa hoa ngàn mới nở bên đường, mùi hoa thơm cả sơn khê ước hương
trọn đời. Lòng tôi đã nguyện tôn thờ ngàn năm với cô nhân. Lâm Loan, hãy nhìn kỹ thiếp đây này, mắt này, môi này là mái tóc của người vợ ngày xưa đã chịu biết bao nhiêu niềm thương nỗi nhớ. Chàng ơi, những tưởng ngàn năm đôi trời cách trở, nhưng ai có ngờ đâu quanh yên được tương phong. Thì ra hiền muội đây là em là Xuân Nương, người vợ buổi ban đầu. Hiền đã khoác áo cô dâu xa lìa căn nhà nhỏ, bỏ cha mẹ già hiu quạnh buổi hoàng hôn. Tình dòng vợ những tưởng trăm năm gắn bó, không ngờ nửa chừng hồ ra mến bạc tương xa chàng mãi mãi. Có ngờ đâu hồi ngộ buổi hôm nay. Không, không, Xuân Nương vợ tôi đã chết lâu rồi. Thì ngụy đừng nói thế mà làm cho tôi lội đào. Lâm Lan, em, trời ơi, nhưng bây giờ thì tôi biết phải nói gì, tôi phải biết nói gì để cho chàng tin đây là một sự thật. Sự thật là Xuân Nương nó nằm yên dưới lòng đất lạnh, cô còn chăng chỉ là trong ảo mộng mà thôi. Ngọn gió nằm canh lẻ loi hồn chinh khách sau những chiến trận gây go nơi phía biên về. Một lần chiến mã lọt dòng dây, bốn phía quân thù trùng trùng điệp điệp. Bỗng nghe từ xa có tiếng ai gọi tên mình quen thuộc, đung chỉ cầm gan xa nát đổ lung đầu. Lâm Lan, nhưng chàng có biết là tiếng gọi lúc đó là tiếng gọi của ai không? Chắc chắn là tiếng Xuân Nương hiền phụ muốn giúp cho tôi vượt qua khỏi mọi tiếng trận gây gô. Lâm Lan ơi, lòng của thiếp đối với chàng là như thế đó, sao chàng còn xa lạ với người xưa, không nhìn tận mặt để tìm xa hình bóng cô. Ánh mắt nụ cười của người vợ buổi du quy, sở dĩ em giả làm xuân hoa hiền muội là muốn thử lòng của chàng cho rõ trăng đêm. Chớ lòng của thiếp như hoa hương dương buổi sáng, mỗi bước chàng đi là tia nắng mặt trời. Hôm nay gặp gỡ nhau rồi, nước đi nước nhớ những lời cùng nói. Thì ra Xuân Nương vẫn còn sống. Phải, em là Xuân Nương, là người vợ của chàng đấy. Thật không? Dạ thật. Không không, nếu thật sự Xuân Nương vẫn còn sống thì những vết sẹo ngày xưa bên cánh tay mặt mẹ tôi đánh vẫn còn hằn trên da thịt. Đúng rồi, chàng nhớ rõ lắm. Đây nè, chàng hãy nhìn xem nè. Đâu? Tôi đưa đây coi. Trời ơi, đúng rồi, đúng là Xuân Nương còn sống đây rồi. Xuân Nương, Lâm Lan, hiền thê. Lâm Lan, ông ơi, ông ơi, hồi nãy ông nói trồng dông trồng tre cái gì rồi bây giờ ông ôm gái tôi quặng hơ vậy ông? Dạ,
Dạo nãy nhạc phụ nói đây là dì ba mà đâu phải là dì ba. Chứ ai? Này là Xuân Nương vợ con mà. Hả? Ê, bộ mày nói nó nghe hết trọi hết trơn rồi hả? Cha ơi, con thấy tội nghiệp với con nói đại cho rồi. Trời ơi, mày làm tao sổ cái quá mạng vậy mày. Hồi nãy cha thử lòng nghĩa tế, bây giờ cha biết rồi. Dạ. Xuân mẹ đâu? Dạ. Đưa Xuân con qua đây coi. Dạ. Hai con hãy nắm tay nhau một lần nữa cho tác hợp cho hai con nên vợ nên chồng ăn đời ở kiếp với nhau như tao với mẹ mày vậy nghe không? Rồi, hai đứa trẻ xong rồi. Bây giờ tới hai đứa già. Tôi với bà ra sau vườn bẻ hoa bắt bướm. Đi bà. Dạ. Cha. Xuân Nương. Em. Bao năm cách xa chúng ta nay được gần nhau. Bao ngày gian nan giờ đây đã như án mây trôi. Ôi người yêu ơi, nói đi những câu ân tình. Em ơi em yêu trong đời suốt kia.